Khi mua máy đo đường huyết thì chúng ta cần chú ý điều gì? Và xin chào bà con ha. Ba điều chúng ta cần chú ý nè. Cái thứ nhất là về máy ha. Cái thứ hai là về que để thử, và cái thứ ba là về kim. Đó. Thì chúng ta quay về máy nha. Trên thị trường thì có rất là nhiều thương hiệu nè. Có những thương hiệu lớn, thương hiệu nhỏ và những cái không rõ nguồn gốc. Thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên chọn những cái dòng mà tầm khá trở lên. Tại vì những dòng máy này á, là chúng ta về đo về sức khỏe, chúng ta cần độ chính xác cao. Bây giờ những dòng máy là trên triệu thì rất là ok rồi. Tại vì có những dòng máy bảo hành mình 5 năm, nhưng mà có những dòng máy bảo hành trọn đời, mình chỉ cần mua một lần thôi. Sau này mà máy nó có bị hư thì hãng sẽ đổi cho mình máy mới, hoặc là cái model đó nó ngừng sản xuất, không có que để mình thử á, thì hãng sẽ đổi cho mình model mới luôn. Những model mới chúng ta không có tốn tiền. Rồi thì có những cái dòng máy vài trăm ngàn thì không rõ nguồn gốc thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình đừng có nên mua. Tại vì mình đo mà mình không biết nó có chính xác hay không ha, thì mình đo để làm gì ha. Còn bên cạnh đó, những cái dòng máy mà có thương hiệu á, thì họ sẽ có trách nhiệm là kiểm định chất lượng. Nếu mà mình cảm thấy sai lệ, nghi ngờ và sau này hư, họ có thể sửa chữa bảo hành cho mình. Và có những cái hãng bảo hành trọn đời, họ sẽ đổi máy mới cho mình. Thì những dòng máy trên triệu á, thì có rất là nhiều ha. Nhiều Hoàng Sơn ví dụ những cái dòng mà trung bình nhiều người xài thì tầm khoảng 1.150.000, hoặc là những cái dòng sản xuất tại Mỹ cao cấp thì nó 1.950.000 đó. Thì cả nhà mình có thể liên lạc Hoàng Sơn để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn đó. Thì những dòng máy như vậy á, thì mình cũng khá là yên tâm rồi. Những thương hiệu lớn là cái thứ nhất, thương hiệu lớn thì chế độ hậu mãi tốt, độ tin cậy cao và được kiểm định chất lượng. Rồi cái thứ hai là sau khi mình mua máy rồi mà mình mua que, những thương hiệu mà quá lạ lẫm á, chúng ta sẽ tìm không được que đó, hoặc là chúng ta đến những cái cửa hàng mà mua không được thì rất là cực đó. Mình mua những cái thương hiệu mà nhiều người biết ha, để sau này mình có thể mua que bất cứ ở đâu cũng được. Rồi cô chú có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn. Còn bên cạnh đó là cái thứ ba là về kim ha. Kim thì nó cũng không phức tạp lắm đâu. Ví dụ kim dẹp nè, kim tròn, là hai loại này là nó rẻ tiền nhất mà nhiều hãng sử dụng. Và cái loại nữa đó là cái dòng cao cấp, cái loại một cái đầu kim như vậy có 6 cái kim nhỏ bên trong, mỗi lần xài là nó sẽ tự động nó mất đi một cái đầu kim, nó giấu vào bên trong. Thì khi mình xài 6 lần thì mình mới tháo bỏ, mình thay cái mới, thì nó sẽ rất là đẹp và nó sẽ tiện lợi cho người sử dụng. Khi mà mình xài 6 lần mình mới thay đầu một lần, nhưng mà giá thành nó sẽ cao hơn đó. Thì cả nhà mình chú ý lại nha. Đầu tiên mình coi về giá thành, thương hiệu ha, rồi cái loại đó có thông dụng hay không đó. Thì Hoàng Sơn có những cái video hướng dẫn cả nhà mình cách lựa chọn từng dòng máy và cách sử dụng từng máy rồi. Cô chú mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để tư vấn kỹ hơn ha. Còn giả sử que mà mình tìm không có là mình không thể mua những cái que khác, những cái hãng khác được đâu. Tại vì cấm vào máy không có được, hoặc là cấm vào máy sao không có hiểu. Và những cái kim như thế này thì lỡ mà cái cây bút lấy máu mình hư thì mình có thể mua cây bút lấy máu khác, hoặc là mình dùng cây bút lấy máu của hãng khác cũng được, nhưng mà mình phải mua đúng cái loại của cây bút. Thì Hoàng Sơn cũng có tư vấn những cái cây kim như thế này rồi. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình vài thông tin nha. Để chăm sóc sức khỏe thì chúng ta cần là cái thương hiệu ha, cái độ tin cậy và cái sự thông dụng của loại đó. Ba cái này cả nhà mình chú ý nha. Giá thành hợp lý nè, rồi thương hiệu, thương hiệu lớn để uy tín về chất lượng và bảo hành, và cái thứ ba là thông dụng để dễ tìm que. Rồi Hoàng Sơn chúc cô chú ông bà mình nhiều sức khỏe ha. Có gì thắc mắc thì gọi điện trực tiếp qua Hoàng Sơn để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.